Các phương tiện nối đuôi chen lấn, cố nhích từng cm trên lòng đường, vỉa hè, đi ngược chiều, chen lấn, điền vào chỗ trống, vân vân. Những hiện tượng này khiến cho việc lưu thông càng trở nên khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm. Theo dõi đoạn clip có thể thấy, trong lúc ô tô gắn camera hành trình đang dừng lại để nhường đường cho xe chạy ngược chiều di chuyển tránh tắc đường, thì một ô tô màu trắng từ phía sau vượt lên, chen vào khoảng trống trước mặt ô tô gắn camera hành trình. Chiếc ô tô trắng di chuyển chéo, chắn ngang phần đường bên phải khiến ô tô chạy ngược chiều phải di chuyển rất chậm, tuyến đường bị ùn tắc. Sự việc xảy ra trên đoạn đường từ cầu Tân Đệ hướng về tỉnh Thái Bình. Lúc này, tất cả các xe đều dừng đúng phần đường làn đường trước đèn tín hiệu và vạch chỉ dẫn. Một xe ô tô 7 chỗ lại đi vào giữa hai ô tô khác đang dừng chờ với khoảng trống không đủ và gây ra va chạm. Chứng kiến vụ việc, nhiều ý kiến cho rằng tài xế cần phải quan sát kỹ lưỡng, đảm bảo vận tốc an toàn trước khi chen vào những khoảng trống trên đường. Bởi nếu không thận trọng, có thể dẫn đến va chạm giao thông với các phương tiện đang lưu thông gần đó. Tình huống giao thông được ghi lại bởi camera hành trình trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn từ Linh Đàm đến nút giao Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đường đông đúc nhưng tài xế xe ô tô màu đen vẫn len lỏi tạt đầu hàng loạt xe cùng chiều. Sau đó chiếc xe ô tô này còn điên vào chỗ trống đúng điểm mù một xe container để rồi dẫn đến va quẹt trên đường. Vụ việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận, đa số các ý kiến cho rằng người điều khiển phương tiện không nên chen lấn, điên vào chỗ trống trên đường mà không chú ý quan sát. Bởi nếu vội vàng, hấp tấp sẽ dễ gây ra va chạm nguy hiểm, mất an toàn giao thông. Không ít tài xế có thói quen lái xe luồn lách chen lấn vào những khoảng trống trên đường mà không quan sát kỹ càng. Điều đáng nói là hành vi này lại diễn ra vào giờ cao điểm, đường chật hẹp, mật độ phương tiện lưu thông cao. Thiết nghĩ mọi người nên chấp hành đúng luật giao thông đường bộ, đảm bảo vận tốc, quan sát thận trọng trước khi muốn vượt lên phía trước. Và tuyệt đối không chen lấn để có thể đảm bảo an toàn giao thông trên đường.